Để tiếp nối chương mục khám phá nhanh về các quốc gia trên thế giới, hôm nay hãy cùng chúng mình đi khám phá tiếp về xứ sở kim chi nhé. Xem ở xứ sở của các ông bà có gì hấp dẫn. Trong tiếng Hàn, Korea có nghĩa là cao và sạch sẽ. Cái tên này có nguồn gốc từ triều đại Goryeo do tướng Quang Chon thành lập vào năm 918 sau Công Nguyên. Nếu giải nghĩa một cách văn thơ và hoa mỹ thì tên gọi của Hàn Quốc còn được biết là vùng đất của buổi sáng bình minh thanh bình hoặc mảnh đất của những dãy núi cao và dòng suối lấp lánh. Ở Hàn Quốc có trên 1.000 ngọn núi lớn nhỏ chiếm đến 70% diện tích đất nước. Ở Hàn Quốc có tới 275 họ, nhưng có tới một nửa số dân có họ trùng với nhau. Những họ phổ biến ở đây như là Kim, Lee, Park, Choi. Người Hàn Quốc rất mê tín, họ rất sợ số 4 và màu đỏ. Nếu bạn viết tên người Hàn bằng mực đỏ, điều này có nghĩa là người ấy sắp chết hoặc chết rồi. Người dân xứ Kim Chi lại tin rằng nhóm máu là yếu tố sẽ phản ánh lên tính cách của một con người. Bạn biết không, những người đàn ông nhóm máu B ở Hàn Quốc sẽ rất là khó lấy vợ hơn những người bình thường vì họ thường bị gán cho những đặc điểm như là ích kỷ, không biết quan tâm, đồng bóng. Đó là lý do vì sao ở Hàn Quốc lại có những bộ phim hay là bài hát có tựa đề là những chàng trai nhóm máu B. Bóng chày được xem là môn thể thao vua của xứ sở Kim Chi. Nếu có cơ hội du lịch ở Hàn Quốc và trò chuyện cùng người dân bản địa về lĩnh vực này thì bạn sẽ cảm nhận được tình yêu to lớn mà họ dành cho bộ môn này. Để tỏ lòng biết ơn thì các học sinh ở Hàn Quốc thường gửi tặng đến thầy cô của mình các món quà như là cà phê hay kẹo mút. Việc tặng những món quà đắt giá xa xỉ sẽ bị coi là hối lộ. Ở Hàn Quốc, kỳ thi đại học là sự kiện cực kỳ quan trọng đối với mọi cá nhân. Nếu đi du lịch Hàn Quốc vào ngày thứ năm đầu tiên của tháng 11, thì bạn có thể sẽ hiểu được mức độ trọng đại của nó. Nhiều người còn so sánh kỳ thi này như là một đấu trường sinh tử. Vào ngày kỳ thi diễn ra thì sẽ có hàng nghìn phụ huynh, học sinh cấp dưới sẽ tập trung tại các địa điểm thi để cổ vũ cho các sĩ tử. Thậm chí chính quyền còn cấm các chuyến bay thương mại trên toàn quốc vì tiếng ồn có thể ảnh hưởng đến sự tập trung. Giống với Việt Nam, người Hàn cũng tính tuổi của một người từ khi còn trong bụng mẹ, do đó khi một em bé vừa sinh ra cũng được tính là đã 1 tuổi. Nam giới Hàn Quốc rất thích mỹ phẩm và trang điểm, người dân nước này chi nhiều tiền cho mỹ phẩm nhất trên thế giới. Một trong những dịch vụ rất phát triển ở Hàn Quốc là giao đồ ăn nhanh, bạn rất dễ nhìn thấy những chiếc xe giao hàng chạy rong ruổi trên khắp các con phố. Chúng ta thường biết đến các loại kim chi như là kim chi cải thảo, kim chi dưa leo, kim chi củ cải và kim chi nước. Nhưng bạn có biết ở Hàn Quốc có tới 250 loại kim chi hay không? Thật không hổ danh với tên gọi xứ sở kim chi. Quốc kỳ ở Hàn Quốc có tên gọi là Taegukki, được sử dụng từ năm 1950 cho đến nay. Lá cờ mang ý nghĩa toàn diện toàn cầu, nền màu trắng tượng trưng cho sự hòa bình, độc lập và sự trong sạch của cả dân tộc. Vòng tròn thể hiện cho sự hòa hợp tới trường tồn vĩnh cửu. Bốn quẻ ở bốn góc ý nói lên những nguyên tố cấu thành nên vạn vật. Văn hóa nhậu nhẹt tại Hàn Quốc cũng rất giống như là ở Việt Nam, rất là phát triển và thậm chí nó còn được coi là một tập quán của người dân. Cứ mỗi tháng một lần hoặc là mỗi tuần một lần, người dân Hàn Quốc lại rủ nhau đến các quán nhậu để nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Từ chuyện công việc, chuyện chồng con, tất cả đều có thể xảy ra trên bàn nhậu. Đến Hàn Quốc bạn sẽ thấy mọi người luôn tập trung vào chiếc điện thoại. Họ không bao giờ rời khỏi nhà mà thiếu đi chiếc điện thoại. Hầu như mọi nơi trên đường phố đều có sẵn wifi. Nếu chẳng may điện thoại của bạn hết pin, bạn có thể sẽ tìm thấy ổ sạc điện thoại ở bất cứ đâu, từ nhà hàng đến quán cà phê. Tốc độ kết nối wifi trung bình ở Hàn Quốc là 34 MB trên 1 giây, nhanh hơn so với 17-30 MB trên giây tại các thành phố lớn nhất trên thế giới. Trong khi đó, tốc độ wifi công cộng ở Hàn Quốc cũng vào khoảng 290 MB trên 1 giây, nhanh hơn gấp 10 lần so với thành phố London ở Anh và New York ở Mỹ. Người Hàn Quốc rất chú trọng đến thái độ, cử chỉ khi chào hỏi, nụ cười và động tác cặp lưng là một điều không thể thiếu trong văn hóa chào hỏi ở Hàn Quốc. Tại Hàn Quốc, việc sử dụng còi xe bừa bãi được xem là một hành động bất lịch sự, trừ những trường hợp bất khả kháng cần cảnh báo gấp. Ở Hàn Quốc có rất ít người ngủ trưa, thói quen không ngủ trưa xuất phát từ quá khứ nghèo khổ của đất nước Hàn Quốc, vì thế buộc họ phải làm sống làm chết để phát triển nền kinh tế quốc gia. Cà phê mix là cà phê pha đường, ở Hàn Quốc rất được mọi người yêu thích, thậm chí còn được gọi là cà phê quốc dân. Cà phê mix được giới trung niên và nhân viên văn phòng lựa chọn. Những người trẻ tại quốc gia này thì luôn bị ám ảnh bởi cà phê nguyên chất nhưng không được quá đắng. Bữa tối ở Hàn Quốc thì bao giờ cũng phải thật là nhiều món ăn. Đất nước Hàn Quốc cũng khá giống với Việt Nam, rất coi trọng ngày thôi nôi của một đứa trẻ. Vì vậy, vào những ngày sinh nhật đầu tiên thì sẽ được tổ chức vô cùng linh đình và to lớn. Trong ngày vui không chỉ của các bé mà còn của cả gia đình. Ở các quốc gia khác trên thế giới, biểu tượng của ngày sinh nhật sẽ chính là một chiếc bánh gato kết hợp cùng với những cây nến được cắm lên trên. Tuy nhiên, đối với những người Hàn Quốc lại không như thế.
Truyền thống của đất nước Hàn Quốc này là khi một người đã chính thức bước sang tuổi mới thì họ sẽ thường được gia đình nấu cho một bát canh rong biển đầy dinh dưỡng. Điều này sẽ nhắc nhở cho người đó về sự đau đớn trong việc sinh đẻ, để biết về sự chăm sóc mà những người mẹ đã dành hết cho họ. Tảo biển, người Hàn Quốc rất nổi tiếng với chế độ ăn nhiều hải sản. Họ là những người tiêu thụ 90% lượng tảo biển toàn cầu. Seoul là thành phố lớn thứ 3 trên thế giới với 25 triệu người. Hàn Quốc chiếm ưu thế trong tiêu thụ rượu so với thế giới, mỗi người uống trung bình 11 lần mỗi tuần. Hàn Quốc rất an toàn, nước này có chính sách kiểm soát súng rất nghiêm ngặt và tỷ lệ tội phạm rất thấp. Ô tô điện nhỏ khá là phổ biến ở Hàn Quốc, nó cũng giống như là xe đạp ở các nước châu Âu vậy. Ở Hàn Quốc có những bãi xe phân theo giới tính để đảm bảo an toàn cho phái nữ. Chỉ có 3,2% người Hàn Quốc thuộc vào nhóm thừa cân, thì thiên đường nhan sắc là đây rồi. Người Hàn nghĩ rằng nếu bạn để quạt máy quạt cả đêm, nó sẽ giết chết người nằm dưới nó. Người Hàn mê shopping đến mức các shopping mall ở đây mở cửa tận 4 giờ sáng. Taxi ở đây được chia theo màu đẳng cấp, màu xám hoặc trắng là loại xe thường với người lái ít kinh nghiệm nhưng vẫn đủ trình độ. Loại màu đen là loại xe sang trọng kèm theo người lái đã rất là dày dặn kinh nghiệm. Ước tính có 1/3 đến 1/5 dân số Hàn đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Phẫu thuật cắt mí mắt là loại phẫu thuật phổ biến nhất ở Hàn. Ngày buồn nhất ở Hàn Quốc là ngày 14 tháng 4. Và ngày này, họ độc thân sẽ khóc than cho sự thiếu vắng nửa kia của mình bằng việc ăn mì đen. Vào mùa Giáng sinh, ông già Noel sẽ mặc đồ màu xanh da trời thay vì màu đỏ. Nếu Pháp Luân Công bị cấm ở Trung Quốc thì ở Hàn Quốc, Pháp Luân Công là một trong hai tôn giáo được tín ngưỡng nhiều nhất. Bạn có thể bắt gặp được ở các công viên vào buổi sáng sớm sẽ xuất hiện nhiều học viên Pháp Luân Công đang ngồi thiền. 99% phụ nữ Hàn Quốc từ trung niên trở đi thì họ sẽ có một cái kiểu tóc kiểu đầu giống nhau, đó là cắt ngắn cũn cỡn và uống xăng tuyết. Càng già thì tóc sẽ rụng càng nhiều nên khi uống xăng lên thì sẽ có cảm giác mái tóc dày hơn, hài hòa với khuôn mặt hơn. Internet Explorer vẫn được nhiều người tin dùng tại Hàn Quốc. Thậm chí vào năm 1996, Hàn Quốc đã từng ban hành luật bắt buộc phải sử dụng Internet Explorer. Cùng họ thì sẽ không thể cưới nhau. Với mục đích bảo toàn sự trong trắng trong mối quan hệ họ hàng, họ sợ rằng người cùng họ sẽ có mối quan hệ máu mủ không biết trước được. Vì vậy, tốt nhất là không nên cưới nhau để đảm bảo sự trong sạch tuyệt đối. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu có thắc mắc gì, xin hãy để lại bình luận ở bên dưới để bọn mình cùng giải đáp nhé. Và cũng đừng quên like, chia sẻ những kiến thức hữu ích này đến bạn bè, cũng như là bấm đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh Tìm Hiểu Quanh Ta.